bạn bè và gia đình bây giờ bạn đã biết những vấn đề cơ bản bạn có thể nghĩ về việc phải nói thế nào với bạn bè và người thân về định hướng giới tính của mình bất luận bạn nghĩ một người bạn hoặc người họ hàng có thể đồng tính và muốn giúp anh ấy hoặc cô ấy mạnh dạn thổ lộ với bạn hoặc bạn không biết phải nói ra sao với những người thân với bạn rằng bạn đồng tính đây có vẻ là một chủ đề thật khó khăn để bàn luận có thể rất khó để lấy đủ can đảm để nêu nó ra và không dễ đoán được loại phản ứng nào bạn sẽ nhận được khi bạn làm thế tôi hy vọng chương này sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc thảo luận và mang lại sự thấu hiểu sâu sắc hơn khi nói về những người bạn và họ hàng đồng tính nếu tôi nghĩ bạn tôi đồng tính liệu tôi có thể hỏi thẳng anh ấy hoặc cô ấy về điều đó không tôi nên nói thế nào tôi được hỏi câu hỏi này trong hầu hết trường hợp bởi những người quan tâm đến một người bạn hoặc tình bạn của anh ấy hoặc cô ấy với người đó cô cảm nhận một cái gì đó đang diễn ra vốn đào lên một hố ngăn cách giữa cô và người bạn của cô và cô muốn làm rõ mọi chuyện một cách thẳng thắn để tình bạn giữa họ trở nên tốt đẹp hơn hoặc cô lo rằng một người bạn đang vật lộn với những mâu thuẫn về bản năng giới tính của bản thân và cô muốn cho người bạn đó biết rằng hãy cứ thổ lộ điều đó ra không sao cả vậy nếu động cơ của bạn là đây vâng bạn có thể hỏi nhưng trước khi làm vậy bạn hãy nhớ rằng nếu bạn của bạn đồng tính anh ấy hoặc cô ấy có thể sẽ ngại trả lời thành thật nhất là nếu người bạn đó không chắc bạn cảm thấy sao về những người đồng tính nếu anh ta từng giữ tính định hướng giới tính của mình như một bí mật, anh ta cũng có thể sợ rằng bạn sẽ không giữ bí mật cho anh ta. Vì vậy khi hỏi, bạn cần đảm bảo cho anh ấy biết rằng vì quan tâm mà bạn mới hỏi và rằng có thể tin cậy ở bạn. Chẳng hạn, bạn có thể nói Anh là bạn tôi, tôi quan tâm tới anh và thật sự muốn hiểu anh. Tôi đã tự hỏi là liệu có phải là anh đồng tính hay không? Có thể tôi đã hoàn toàn sai lầm chăng? Nhưng tôi muốn anh biết rằng nếu đúng anh là như vậy, tôi vẫn chẳng thấy sao cả và anh hãy tin rằng tôi sẽ không hở ra với bất kỳ ai về chuyện này nếu anh muốn tùy hoàn cảnh bạn của bạn có thể có một số cách trả lời khác nhau nếu chẳng hạn anh ta nói ừ rằng anh ta đồng tính đó có thể là lúc bắt đầu một cuộc nói chuyện dài và một tình bạn thân thiết hơn nếu anh ta không đồng tính anh ta sẽ nói với bạn rằng anh ta không và vì một số người nghĩ rằng đồng tính là một điều xấu xa anh ta có thể đau khổ khi bạn nghĩ anh ta như thế nếu anh ta vẫn chưa thật tường tận về cảm xúc của mình anh ta có thể nói rằng anh ta không đồng tính, hoặc anh ta không biết chắc. Và ngay cho dù anh ta đồng tính và biết điều đó, có thể anh ta vẫn không cảm thấy thoải mái để thổ lộ với bạn. Đó là điều xảy ra với May và người bạn thân nhất của cô. Năm lớp 9, khi người bạn thân nhất của May hỏi cô có phải đồng tính hay không, cô nói rằng không phải, rằng những chuyện mấy đứa trẻ nói ở trường chỉ là tin đồn nhảm. May kể với tôi. Tôi sợ phản ứng của cô ấy, cô ấy bảo dù sao thì cũng không hề gì đâu, nhưng mặc dù cô ấy nói vậy, tôi vẫn cứ lo sợ một cái gì đó có thể khác đi. Tôi và cô ấy là bạn bè thân thiết, và tôi không muốn điều đó thay đổi. Nhưng mày lấy làm dễ chịu khi nghĩ rằng bạn cô là người cô có thể trò chuyện một ngày nào đó. Tôi ngại hỏi trực tiếp bạn tôi, tôi có thể làm gì nữa để cho bạn tôi biết rằng anh ta có thể nói ra với tôi? Nếu bạn ngại nói trực tiếp, bạn có thể tỏ ý cho anh ta biết rằng bạn không có vấn đề với người đồng tính bằng cách kể chuyện tích cực về một người bạn quen biết, cũng đồng tính và cởi mở về chuyện đó. Bạn cũng có thể nói về một chương trình TV có một nhân vật đồng tính hoặc bạn có thể nêu một vài ám chỉ về một nền văn hóa nào đó khác bằng việc để cho anh ta biết rằng bạn không khó chịu với chủ đề bạn có thể cho anh ta không gian cần thiết để cảm thấy đủ thoải mái khi nói chuyện với bạn về chính mình bạn làm thế nào lấy đủ can đảm để hỏi trước hết bạn cần nghĩ về lý do tại sao bạn sợ có phải bạn cho rằng bạn của bạn sẽ nổi điên nếu bạn hỏi tới có phải bạn ngại mình có thể sai bạn sợ bạn có thể gây tổn thương cho tình bạn của bạn nếu bạn sai trong trường hợp xấu nhất vốn không thật sự tồi tệ cho lắm bạn có thể sai lầm và bạn của bạn có thể nổi điên nhưng nếu bạn đúng thế thì bằng cách hỏi bạn cho bạn mình một cơ hội để nói về cảm xúc chân thật của anh ta hay cô ta và điều đó sẽ giúp tình bạn giữa các bạn trở nên gắn bó hơn không ít lần những người đồng tính e ngại cách phản ứng của bạn bè họ nếu họ nói sự thật vì vậy họ do dự nói ra cho đến khi có ai đó hỏi họ e ngại một cái gì xa lạ là điều hoàn toàn tự nhiên cẩn trọng và cân nhắc những gì mình phải nói là một lý do hay nhưng chẳng có gì hay khi từ bỏ việc cố gắng trở thành một người bạn tốt tôi nghĩ bạn thân nhất của tôi là người đồng tính liệu anh ta cô ta có muốn quan hệ tình dục với tôi một trong những điều hoang tưởng về người đồng tính là họ bị hấp dẫn tình dục bởi mọi người đồng giới sự thật là người đồng tính giống như những người dị tính ở chỗ họ bị hấp dẫn tình dục chỉ bởi một vài người nào đó chứ không phải hầu hết bạn có thể không lo những người bạn dị tính khác giới của bạn muốn quan hệ với bạn và hệt như vậy chẳng có lý do gì để lo sợ rằng những người bạn đồng tính của bạn muốn làm tình với bạn và bất luận thế nào nếu có người bạn nào muốn quan hệ tình dục với bạn và bạn không muốn tất cả những gì bạn phải làm là nói cho anh ta hoặc cô ta biết rằng bạn không quan tâm tôi có một người bạn đồng tính và rất đau khổ về chuyện đó bạn tôi đã nói chuyện tự tử tôi nên làm gì bây giờ bạn nên coi những lời lẽ của bạn mình là hệ trọng nhất là khi chúng nói đến ý định tự tử điều phải làm trước hết là động viên người bạn ấy nói chuyện với người lớn nếu anh ấy không thể hoặc không làm vậy Bây giờ bạn cần đứng ra giúp đỡ trực tiếp cho anh ấy Đây không phải là chuyện bạn có thể tự mình chịu trách nhiệm Và bạn phải nói với một người lớn Thầy giáo, người cố vấn hoặc y tá ở trường Hoặc một bậc phụ huynh Và nói với bà ấy rằng Bạn có một người bạn đã nói về ý định tự tử Nếu bạn của bạn đã thổ lộ riêng với bạn rằng Anh ta đồng tính Bạn có thể vẫn giúp đỡ anh ta Mà không hở ra cho ai biết về định hướng giới tính của anh ta Nếu bạn thấy không thoải mái để nói với bất kỳ người lớn nào bạn biết Hãy gọi cho đường dây nóng hỗ trợ người tự tử ở địa phương Tìm trong danh bạc của bạn gọi điện thoại hỏi hoặc tra trên mạng hoặc gọi 1 800 số sai bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn ở chương chính tại điều tham khảo tôi đồng tính và tôi muốn nói ra với bạn bè tôi nhưng tôi ngại quá tôi nên làm gì bây giờ mong muốn nói ra với bạn bè rằng bạn đồng tính là điều hoàn toàn tự nhiên không nói với họ nghĩa là bạn giữ một bí mật lớn về bản thân và thậm chí có thể phải giả đo rằng bạn không phải dân đồng tính cũng là lẽ hoàn toàn tự nhiên khi e ngại nói ra bất kỳ điều gì đó một số người có thể có cảm giác tiêu cực về đồng tính luyến ái, vì vậy để nêu vấn đề đó ra với những người quan trọng với bạn là chuyện thật đáng sợ, nhất là nếu bạn không biết họ có thể phản ứng ra sao, liệu họ còn muốn làm bạn với bạn hay họ sẽ khinh bỉ bạn, họ sẽ thông cảm hay họ sẽ hoảng sợ. Jennifer là một cô gái đồng tính và hiện đang học đại học năm 2, đã công khai với tất cả bạn bè cô sau khi cô tốt nghiệp trung học, nhưng cô nói, bạn nên thận trọng với những người mà bạn nói ra. Trước khi tôi thổ lộ với ai, tôi là dân đồng tính, tôi hỏi, Ý bạn thế nào? Và nếu họ nói, có gì ghê gớm đâu chứ? Tôi sẽ phải hỏi, bạn sẽ yêu quý tôi bất kể tôi sao chứ? Và nếu họ đáp, ừ. Bây giờ tôi thổ lộ với họ tôi đồng tính. Tôi không bao giờ lộ ra nếu một người nói, vì chuyện đó tôi không thể kết bạn với cô nữa. Kevin, một nam sinh tại trường trung học Nam California, rất cởi mở về tình trạng đồng tính của mình. Gợi ý bạn hãy suy nghĩ về thái độ của bạn bè trước khi nói cho họ biết mình đồng tính. Anh nói, hãy dò xét tình hình, bọn trẻ nói chung sẽ biết liệu bạn bè chúng có chấp nhận hay không. Bạn có thể dò xét tình hình bằng cách nêu chủ đề đó ra mà không nói về bạn. Hãy nói về chuyện đó, bạn xem thấy trên TV hoặc nếu bạn có một người họ hàng đồng tính, hãy nói về anh ta hoặc cô ta. Nếu bạn của bạn phản ứng với những cảm xúc tiêu cực rất mãnh liệt, anh ta có thể sẽ khó lòng chấp nhận cái tin bạn là dân đồng tính. Tuy nhiên, nếu bạn của bạn cởi mở và cảm thông với người đồng tính, hoặc chỉ cần trung lập thôi, bây giờ biết đây sẽ là người mà bạn có thể nói ra mày giờ đây là nữ sinh năm cuối trung học đã kể với tất cả bạn bè của cô rằng cô đồng tính và hầu hết các bạn cùng lớp ở trường cô cũng biết cô đưa ra lời cảnh báo sau cùng này khi bạn thổ lộ ra luôn luôn có một ai đó không đồng ý với điều đó hoặc một ai đó làm tổn thương tình cảm của bạn vì vậy bạn phải đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện đó nếu bạn không nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ điều tốt nhất là phải làm là chờ đợi cho đến khi bạn cảm thấy như thế bạn sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp Mọi người phản ứng ra sao khi họ biết rằng một người bạn đồng tính? Những người bạn tốt sẽ hiểu và thông cảm. Đó là cách mà những người bạn của Tony đã phản ứng khi lần đầu tiên họ nói với anh ấy. Anh viết cho tôi. Các bạn tôi hoàn toàn phớt tỉnh tôi khi tôi nói với họ rằng tôi là thằng đồng tính. Nhưng họ đã biết rồi. Bây giờ chúng tôi nói về những anh chàng, về những chuyện đó suốt. Ồ phân, lúc bấy giờ tất cả bạn bè của tôi là những cô gái không đồng tính đấy. Nhưng không phải mọi người đều ngay lập tức tỏ ra ủng hộ và cảm thông. Nếu mọi người có thành kiến hoặc có những niềm tin tôn giáo khắc khe, họ có thể không muốn làm bạn một khi họ phát hiện ra bạn của bạn đồng tính. Đó là chuyện đã xảy ra với May khi cô học lớp 9. Bạn bè cô đã nghe những lời đồn đại rằng cô đồng tính và hầu hết đã xa lánh cô. Cô nhớ lại. Những người tôi nghĩ là bạn tôi đã không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với tôi nữa, chỉ vì điều đó thôi. Hai trong số bạn bè của May, Misty và Kendall, đã trung thành với cô nhưng vì cô e ngại cách họ có thể phản ứng cô nói với họ rằng những tin đồn đó không đúng một năm sau khi may tâm sự với misty rằng cô đồng tính misty nổi điên cô ấy nổi giận vì ngay từ ban đầu tôi đã không thổ lộ và nói sự thật cô ấy nói với tôi rằng cô ấy nghĩ tình bạn của chúng tôi tốt đẹp hơn chuyện đó rất nhiều tôi đã không tin lời cô ấy khi cô ấy nói rằng tôi có đồng tính thì với cô ấy thì chẳng sao cả nhưng có lẽ tôi nên tin sau khi vượt qua cơn nóng giận mọi chuyện đã ổn hơn rồi những người bạn cũng có thể phản ứng với sự kinh ngạc hoặc bối rối, nhất là khi nếu họ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng bạn của họ có thể là dân đồng tính. Đó là điều đã xảy ra với Howard, khi người bạn thân nhất thổ lộ với anh trong năm học đại học. Tôi đã choáng phán, có thể là tôi ngu ngốc hoặc thế nào đó, nhưng chúng tôi đã là bạn bè gần cả năm trời, thế mà tôi không có một manh mối nào. Tôi luôn nghĩ là bạn có thể nói được liệu một người là đồng tính hay không, và điều đó không bao giờ xảy ra với tôi, đặc biệt vì chúng tôi luôn nói về các cô gái mà. Howard nói rằng, sau khi người bạn thổ lộ với anh ta, tình bạn của họ đã không bao giờ trở lại như cũ. sau chuyện đó thì tôi không còn tin anh ta nữa. tôi cảm thấy thật sự bị phản bội. nhưng những người bạn tốt thường hay cố gắng hết sức để thấu hiểu và thậm chí hiếu kỳ về cảm giác của người đồng tính. caroline 16 tuổi và chơi trong đội quần vợt trường trung học của cô ở miền nam florida đã thổ lộ chỉ với vài người bạn của cô sau khi họ hỏi thẳng có phải cô đồng tính không. tôi nói ban đầu tôi cố tạo ấn tượng rằng tôi không phải thì tôi rất sợ là họ sẽ ghét tôi Nhưng rồi tôi bắt đầu khóc và nói thật với họ Họ là bạn bè của tôi Tôi không thể nói dối họ Và hóa ra họ là những người tuyệt vời Họ không cho đó là chuyện to tác gì cả Giờ đây họ nghĩ tôi là một kiểu chuyên gia nào đó Và họ không ngớt đặt cho tôi những câu hỏi Vì họ muốn biết Là một người đồng tính như tôi thì cảm giác như thế nào Cynthia đã cố gắng hết sức để cảm thông Với một người bạn mà cô nghĩ là đồng tính Nhưng anh ta tỏ ra rất không cộng tác với cô Khi nói anh ta về chuyện đó Chúng tôi đã là bạn bè với nhau từ hồi lớp 1 Anh ta thật sự thích bọn con gái Và đã la cà với cả nhóm chúng tôi suốt thời kỳ trung học cơ sở Điều đó cứ như thể anh ta là một trong số của chúng tôi vậy Tôi thậm chí đã phải lần hỏi Liệu có phải là anh đồng tính hay không Nhưng anh ta luôn nổi điên mỗi lúc ấy Thế là tôi chỉ còn nước chờ đợi anh ta nói ra Một thời gian dài Rốt cuộc anh ta đã cặp kè với một người bạn trai Đến nước này sẽ là gần như ngu ngốc nếu không nói ra với tôi Vậy là anh ta đã thú nhận Cynthia hỏi bạn cô tại sao anh ta không nói với cô trước đó Và anh ta giải thích rằng anh e ngại cách cách cô sẽ phản ứng Cô nói Thật chẳng ra làm sao cả Anh ta biết nói với tôi chẳng phải chuyện lớn Tôi vẫn không hiểu vấn đề của anh ta là cái gì Nhưng mà giờ đây chúng tôi đã nói về mọi chuyện Tình bạn của chúng tôi đã tốt lên Tôi mê bẩn bạn tôi Không phải say mê đơn thuần Nhưng là kiểu say mê đến mức tôi muốn quan hệ yêu đương Tôi có thể nói với anh ta hoặc cô ta không Có thể Nhưng trước khi nói điều gì Bạn phải suy nghĩ đến điều này một cách cẩn thận Trước hết Bất luận bạn đồng tính hay dị tính luôn luôn có rủi ro là bạn của bạn sẽ không có cảm xúc giống như bạn vì vậy bạn phải chuẩn bị tâm lý cho khả năng đó thứ hai nếu ngẫu nhiên bạn là người đồng tính nam hoặc nữ còn có một vài rủi ro khác phải cân nhắc tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn chẳng hạn gần đây tôi nhận được một bức email từ steven học sinh trung học của một thành phố nhỏ ở miền nam cậu nhỏ viết tôi có một đứa bạn mới chuyển đến đây vài tháng trước tôi rất thích cậu ta và chúng tôi đã dành nhiều thời gian ở bên nhau và tôi nghĩ mình đã phải lòng cậu ta Tôi không nghĩ cậu ta biết tôi đồng tính Và tôi không biết liệu cậu ta có đồng tính hay không Tôi muốn thổ lộ cho cậu ta biết tình cảm của mình Nhưng tôi sợ cậu ta không có cùng cảm xúc như tôi Theo như tôi biết được từ những dòng email tiếp theo Stephen vẫn chưa cho cha mẹ cậu biết cậu đồng tính Và cũng chưa tiết lộ với bất kỳ ai ở trường Cậu ta không có ý định nói với cha mẹ mình Đến khi cậu lớn lên Vì cậu đã nghe họ nói rằng Đồng tính luyến ái là sai trái Cậu cũng sẽ nghĩ là một ý tưởng thật sự tồi tệ Nếu để cho bất kỳ ai ở trường Khám phá ra cậu đồng tính và cậu không biết thái độ của bạn mình đối với người đồng tính ra sao mặc dù cậu chưa bao giờ nghe bạn kia nói về điều tiêu cực cả vậy kịch bản xấu nhất nếu steven quyết định thổ lộ tình cảm với bạn cậu ta là đây bạn cậu có thể cự tuyệt và mách với những đứa trẻ ở trường rằng steven đồng tính người bạn ấy cũng có thể nói với cha mẹ mình rằng steven đồng tính rồi họ có thể đến gặp cha mẹ steven tôi gợi ý với steven rằng ở hoàn cảnh của cậu ta sẽ không phải là lý tưởng hay ý tưởng hay khi chia sẻ những cảm xúc của cậu ta với người bạn ngay lúc này nhưng tôi cũng gợi ý rằng cậu có thể tìm hiểu thêm về thái độ của bạn mình và nếu cậu bạn ấy là người dễ cảm thông và đáng tin cậy rốt cuộc cậu có thể quyết định nói ra với bạn và nếu hóa ra bạn của cậu ta cũng đồng tính và có thể tin tưởng được bây giờ Stephen có thể nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của bản thân khi bạn lớn lên và không còn sống ở nhà và phải bận tâm đến chuyện cha mẹ hoặc các bạn cùng lớp của bạn nghĩ gì việc thổ lộ niềm say mê của bạn ít rủi ro hơn nhưng ngay cả khi bạn đã trưởng thành bạn vẫn đối mặt với rủi ro là người bạn phải lòng không có cảm xúc tương tự đối với bạn và điều đó có thể gây tổn thương bất luận bạn là người đồng tính hay dị tính. Người bạn đồng tính của tôi nói rằng cô ấy đã phải lòng tôi, tôi nên nói cái gì? Nếu bạn thích người bạn ấy theo cách tương tự, thế thì bạn có thể nói với cô ấy cảm xúc của mình. Nếu không, hãy nói với cô ấy rằng bạn xin lỗi nhưng bạn không có cảm giác như cô ấy. Có vẻ như thật khó khăn để thẳng thắn như thế, nhưng đó thường là cách tốt nhất. Nếu bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi làm bạn với cô ấy, bạn cũng có thể quả quyết lại điều đó với cô ấy. Và, khỏi cần nói, điều quan trọng là phải tôn trọng sự riêng tư của bạn mình và đừng thổ lộ với bất kỳ ai bạn quen biết rằng cô ấy phải lòng bạn. Tôi không đồng tính, nhưng tôi thích giao du với các bạn đồng tính của tôi. Có gì đó bất ổn với tôi chăng? Tuyệt đối không có gì bất ổn với bạn. Nhiều người dự tính có bạn đồng tính và nhiều người đồng tính có bạn dị tính liệu tôi có thể hỏi các bạn đồng tính của tôi những câu hỏi liên quan đến cảm giác người đồng tính là như thế nào không vâng bạn có thể hỏi miễn là những câu hỏi của bạn thể hiện sự tôn trọng và một mong muốn tìm hiểu thành thực hầu hết những người đồng tính nam và nữ sẽ vui vẻ trả lời nhưng nên nhớ rằng không phải mọi người đồng tính đều thoải mái với chuyện đồng tính hoặc có tất cả những câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể của bạn hơn nữa bạn của bạn chỉ có thể nói về anh ta hoặc cô ta mà thôi giống như người dị tính người đồng tính có những kinh nghiệm và quan điểm khác nhau vì vậy cũng là một ý hay khi tự mình tiến hành cuộc nghiên cứu độc lập, nho nhỏ, chẳng hạn như đọc quyển sách này và những quyển sách khác hoặc tham khảo một vài website mà tôi đã đề nghị. Tôi cũng đã ngạc nhiên bởi những câu hỏi mà các bạn bè không đồng tính đã đặt ra cho tôi mới hiếm hoi làm sao. Tôi đã viết vài quyển sách về người đồng tính, vì vậy họ biết tôi không xấu hổ về chủ đề này. Rốt cuộc, tôi đã hỏi một vài người bạn tại sao họ chưa từng hỏi tôi. Hầu hết họ trả lời rằng họ ngại phải nói điều đó, tổn thương đến tình cảm của tôi và họ không muốn tôi nghĩ họ ngu ngốc nhưng tôi đã nói ở phần giới thiệu, câu hỏi nguồn ngốc duy nhất là câu hỏi bạn không đặt ra. Một số người đồng tính không thích trả lời các câu hỏi vì họ cảm thấy người dị tính ác đã biết tất cả rồi. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có bổn phận giúp cho người khác hiểu được cảm giác của một người đồng tính là như thế nào. Nếu người đồng tính không làm việc này, ai sẽ làm? Tôi đồng tính, tôi làm thế nào? Có thể trở thành bạn bè với những người trẻ đồng tính khác, nam hoặc nữ? Đây là câu hỏi tôi nhận được qua email nhiều hơn bất kỳ câu hỏi nào khác bởi những người cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Tôi nhớ khi ở độ tuổi vị thành niên, tôi đã thật sự tuyệt vọng vì tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ ai đồng tính ở tuổi mình cả. Tôi có một vài người bạn đồng tính, nhưng anh ấy đã 23 tuổi và tôi đã phải lòng anh ấy. Vì vậy tôi không thể nói chuyện phân ta như thể anh là một trong những đứa bạn của tôi được. Tôi mê anh ấy đến mức độ tôi hầu như không thể không đỏ mặt lên khi nhìn anh ấy. Mãi đến khi vào học đại học, tôi mới gặp nhiều người đồng tính ở tuổi mình. Bây giờ người đồng tính lộ ra sớm hơn so với thời tôi còn trẻ Vì vậy những thanh thiếu niên đồng tính đã có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn Ngoài ra còn có lợi thế Internet Nơi bạn có thể gặp gỡ những người đồng tính trên khắp đất nước Thông qua những trang như là www.youthresource.com Để có thêm nhiều trang web và thông tin về cách gặp gỡ mọi người trên mạng an toàn Xem chương chính, tài liệu tham khảo Nếu bạn vào một trường có một tổ chức GSA Hoặc nếu có một đoàn thể thanh niên đồng tính nam và nữ trong cộng đồng bạn Thế thì bạn rất may mắn vì bạn có thể tìm được những người tuổi mình để trò chuyện. Nhưng tôi biết rằng, cho dù có một nhóm thanh niên đồng tính ở gần, bạn có thể không muốn bất kỳ ai trong cộng đồng bạn biết bạn đồng tính. Điều đó có thể khiến bạn trùng chân, hoặc có thể việc tìm đến trung tâm cộng đồng nơi nhóm thanh niên đồng tính hợp mặt không dễ dàng với bạn. Nhất là nếu bạn còn quá trẻ để lái xe hoặc không muốn cha mẹ bạn biết bạn đang làm gì. Đó là vấn đề của một cô gái đã viết cho tôi để hỏi làm thế nào để đón xe buýt từ thị trấn nhỏ của cô đến một thành phố gần đó để dự họp mặt hàng tuần của một nhóm hỗ trợ thanh niên đồng tính cô ghét phải nói dối cha mẹ mình nhưng cô bảo với họ rằng cô đang làm tình nguyện tại một trung tâm dưỡng lão tôi biết tôi đang theo một cơ hội nhưng đó cũng là một rủi ro tôi phải chấp nhận cô viết ở trường không có ai để tôi có thể nói chuyện và cha mẹ tôi rất sùng đạo vì vậy tôi không thể nói với họ nếu trong trường hợp của phần lớn người trẻ bạn không tìm được tổ chức gsa ở trường hoặc một đoàn thể thanh niên đồng tính nam nữ ở địa phương bạn có thể đi tiên phong khởi sự một nhóm như vậy để tìm hiểu thêm thông tin về việc khởi sự một nhóm GSA, hãy tra cứu trên mạng liên minh người đồng tính www.gsanetwork.org. Thỉnh thoảng tôi nhận được những bức email của những cô cậu bé 11 tuổi cảm thấy bơ vơ lạc lỏng vì có rất ít người ở độ tuổi chúng đồng tính và lộ ra ngoài. Lời khuyên của tôi dành cho chúng là tìm cách nói với cha mẹ chúng nếu có thể hoặc tìm đến một người bạn của một gia đình, một người họ hàng hoặc người cố vấn học đường để nói chuyện thật khó khăn khi bạn cảm thấy hoàn toàn có thể cô độc với những ý nghĩ và cảm xúc của mình. Vì vậy, mặc dù bạn không thể tìm thấy ai ở tuổi mình, bạn chí ít có thể tìm được một người hiểu biết và lắng nghe. Những phụ huynh sẽ phản ứng ra sao khi họ phát hiện ra con họ là đứa trẻ đồng tính? Một số phụ huynh ngay lập tức thấu hiểu và yêu thương, trong khi số khác phản ứng với sự bối rối, buồn bã, phủ định, tội lỗi, xấu hổ, khóc lóc hoặc giận dữ. Một vài bậc cha mẹ thậm chí cự tiệt con cái, đi xa đến mức độ ném chúng ra khỏi nhà Mặc dù đây là trường hợp ngoại lệ, tiêu biểu hơn, các bậc cha mẹ có thể tự hỏi mình đã làm gì sai, họ có thể bày tỏ nỗi lo lắng về bệnh S. Đọc thêm về chương này ở chương 4, tình dục. Họ có thể đau khổ bởi việc đứa trẻ đã không nói với họ sớm hơn và họ có thể hy vọng rằng đây chỉ là một phần nói chơi, nhất là nếu những đứa trẻ hãy còn nhỏ. Những phản ứng của họ thường dựa trên những chuyện tưởng tượng và những khuôn mẫu đã lớn lên cùng với họ, chứ không phải dựa trên sự thật về việc đồng tính nam hoặc đồng tính nữ có nghĩa là gì. Với những bậc cha mẹ có những niềm tin tôn giáo khắc khe, phát hiện ra con mình là một cậu bé hay một cô bé đồng tính có thể là một chuyện đặc biệt khó khăn. Những bậc cha mẹ này có thể cảm giác bị giằng xé giữa những gì mà tôn giáo của họ nói về đồng tính luyến ái và tình yêu dành cho cục cưng của họ. Phản ứng của mẹ tôi khá bình thường. Bà không than khóc hoặc cảm thấy tội lỗi, nhưng bà thất vọng, buồn bã, lo lắng và bối rối. Điều khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Không ai muốn là mẹ mình thất vọng cả. Bà cũng không muốn tôi nói ra với bất kỳ ai vì bà e ngại những gì người ta sẽ nghĩ nhiều năm sau khi nhớ lại trải nghiệm đó bà nói tôi cảm thấy nếu có ai đó biết chuyện con trai tôi sẽ bị bêu xấu bị hắt hủi bị coi là kẻ khuyết tật hoặc thấp kém dù gì đi chăng nữa tôi cũng không thể chịu nổi ý nghĩ ai đó đang phán xét nó như hầu hết các bậc cha mẹ mẹ tôi rốt cuộc đã phải làm quen với việc tôi là đứa đồng tính nhưng vượt qua tất cả chuyện đó rất xa mẹ tôi đã hoạt động tích cực về mặt chính trị trong một nỗ lực vì các quyền công dân của người đồng tính thông qua một tổ chức dành cho các bậc phụ huynh của người đồng tính gọi là hội cha mẹ thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ và trong cuộc sống sau này khi tôi có bạn trai mẹ tôi đã luôn đối xử với anh ấy như con ruột của mình ngày nay người ta đã có nhiều hiểu biết hơn về đồng tính luyến ái và có những người bạn và thành viên trong gia đình là những người đồng tính công khai ngày càng có nhiều các bậc cha mẹ đã nghĩ đến khả năng có một đứa con đồng tính và đã được chuẩn bị nếu chủ đề đó được nêu ra đó là trường hợp của jennifer khi cô thú nhận với mẹ rằng mình đồng tính năm cô 19 tuổi. Jennifer nhớ lại, mẹ tôi tỉnh mơ Bà nói rằng bà đã biết từ khi tôi 12 tuổi cơ. Một người bạn của mẹ nói với mẹ rằng ông ấy nghĩ tôi đồng tính. Giờ nhìn lại, tôi có thể nhớ lại mẹ tôi đã nói những lời ấy có vẻ như là bà đã biết. Với chị tôi, bà nói, khi con đưa chồng con về nhà mình, với tôi bà luôn nói, khi con đưa một người về nhà mình. Nếu tôi nghĩ mình đồng tính, tôi có thể nói với cha mẹ tôi không? Nếu bạn đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc họ sẽ phản ứng ra sao và cảm thấy chắc chắn rằng họ sẽ thấy thoải mái với thông tin bạn đồng tính, bây giờ bạn nên cân nhắc việc nói ra với cha mẹ mình. Theo lý tưởng, bạn càng có thể cởi mở với cha mẹ, mối quan hệ của bạn với họ sẽ càng tốt hơn. Nhưng trước khi làm điều gì, bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận về việc cha mẹ bạn có thể phản ứng ra sao. Không phải tất cả cha mẹ đều yêu thương và ủng hộ đứa con đồng tính của họ. Một vài phụ huynh có thể phản ứng rất tồi tệ với tin con họ đồng tính. Một số người thậm chí hoàn toàn cự tuyệt những đứa con đồng tính của họ và đuổi chúng ra khỏi nhà số khác gửi con họ vào trong chương trình đặc biệt được thiết kế nhằm biến những đứa trẻ đồng tính thành dị tính trong khi những trường hợp đó nhìn chung là ngoại lệ bạn vẫn cần biết thật chính xác cách phản ứng của cha mẹ trước khi bạn định nói ra bất cứ thứ gì nếu có bất kỳ lý do để bạn nghĩ rằng cha mẹ bạn sẽ phản ứng tồi tệ thế thì điều tốt nhất phải làm là tìm người khác nói chuyện bây giờ và chờ cho đến khi bạn lớn thêm và không còn phụ thuộc vào cha mẹ nữa trước khi nói với họ Tôi làm sao đoán được cha mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao Nếu tôi nói với họ tôi đồng tính Bạn có thể không bao giờ chắc chắn tuyệt đối Việc một phụ huynh sẽ phản ứng ra sao Nhưng bạn có thể biết khá chính xác Là liệu cha mẹ sẽ phản ứng với bạn Với sự cảm thông và quan tâm Hay với sự giận dữ và thù địch Nếu cha mẹ bạn thuộc tiếp Bạn có thể nói với họ mọi chuyện Và trong quá khứ Họ đã nói một cách tích cực Về các vấn đề đồng tính và người đồng tính Bây giờ bạn có thể trông mong Cha mẹ bạn chấp nhận những gì bạn nói với họ Tuy nhiên, nếu cha mẹ bạn có những niềm tin tôn giáo khắc khe đối với chuyện đồng tính luyến ái hoặc đã thể hiện những quan điểm tiêu cực về người đồng tính, bạn có thể chờ đợi sẽ rất khó khăn và có thể không bao giờ họ chịu chấp nhận điều bạn nói với họ. Và ngay cho dù họ có chấp nhận những người đồng tính nói chung, họ có thể khó mà chịu nghe rằng con họ là người đồng tính. Một cách nhầm lẫn, họ có thể coi đó là một sự phản ánh tiêu cực về những kỹ năng làm cha mẹ của họ. Hoặc họ có thể cảm thấy cuộc sống của bạn sẽ khó khăn hơn là nếu bạn dị tính và họ ác hẳn đúng về việc cuộc sống của bạn sẽ khó khăn hơn. Bị đồng tính nghĩa là bạn có thể sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử ở một thời điểm nào đó trong đời bạn. Bất luận có hiểu biết đến đâu, cha mẹ bạn vẫn là con người và cần có thời gian để thích ứng với cái tin này. Kevin, một học sinh trung học đang sống với cha mẹ, đã có cái mà tôi cho là kế hoạch hành động khôn khéo để cố đoán cha mẹ còn nghĩ gì và họ có thể phản ứng thế nào. Cậu kể với tôi, anh cần thăm dò họ Giả dụ như là anh đang xem tivi với mẹ và ba anh Và có một câu chuyện hoặc một bản tin về người đồng tính Nên hỏi họ xem họ nghĩ gì Hoặc chỉ cần nói rằng anh có một người bạn đồng tính Và rằng anh ấy có một vấn đề với cha mẹ anh ấy Và họ nghĩ gì về chuyện đó Khi đến lúc phải thưa với mẹ mình Kevin nói Tôi chỉ biết bà có thái độ trung lập về chuyện đó Có một điều là chúng tôi không phải là những người sùng đạo cho lắm Lần cuối cùng mẹ tôi và tôi cùng nhau đến nhà thờ Có lẽ đã cách đây 5 năm Đó là manh mối đầu tiên để tôi biết rằng Đằng nào bà ấy cũng không có ý kiến gì vậy mà khi kevin nói với mẹ cậu bà đã khóc ròng ba ngày trước khi để cho cậu ta biết rằng bà chấp nhận những gì cậu nói với bà dựa trên kinh nghiệm đó kevin thêm nếu anh thổ độ ra hãy cho ba mẹ anh thời gian và cuối cùng sẽ thay đổi ý kiến trong trường hợp của tôi đó là ba ngày trường hợp của người khác có thể là ba mươi năm nếu tôi nghĩ tôi đồng tính nhưng tôi không thể nói với cha mẹ tôi liệu có những bậc cha mẹ khác để tôi có thể nói hay không có chắc chắn là như vậy có nhiều ngàn phụ huynh trên khắp đất nước là những thành viên của hội cha mẹ, thân nhân và bạn bè của những người đồng tính nam và nữ. Hầu hết thành viên là những cha mẹ có con là người đồng tính nam hoặc nữ. Nếu bạn liên lạc với chi hội địa phương, bạn sẽ tìm thấy một người cha hoặc người mẹ có nhiều kinh nghiệm về những vấn đề này. Họ sẽ rất hạnh phúc để giải bày tâm sự với bạn, xem chương chính, tài liệu tham khảo để biết thêm thông tin. Nếu một trong những người thân thuộc của tôi, như chị hoặc cha hoặc chú tôi đồng tính, thế có nghĩa là tôi cũng đồng tính phải không? Không, ngay cho dù một người thân đồng tính, nhiều khả năng bạn sẽ là dị tính nhưng phải chăng là không có một nhân tố di truyền trong vấn đề đồng tính có những nghiên cứu về các cặp đôi song sinh cho thấy có một nhân tố di truyền đáng kể khi nói đến định hướng giới tính nhưng định hướng giới tính không chỉ quyết định bởi bộ gen của chúng ta mà thôi nếu mà như vậy những cặp đôi song sinh giống hệt nhau hẳn sẽ luôn là cùng dị tính hoặc cùng đồng tính các cặp đôi song sinh giống hệt nhau đích thực có cùng bộ gen vì họ từ cùng một trứng đã thụ tinh mà ra nhưng hóa ra là khi một người đồng tính có 50% khả năng người kia đồng tính. Và các nhà khoa học nghiên cứu về những vấn đề này vẫn đang tìm hiểu lý do tại sao. Nếu bạn đang nghĩ đến việc trở thành một nhà khoa học, đây là một lĩnh vực nghiên cứu vẫn còn nhiều điều để học. Vì vậy mặc dù có một thành phần di truyền đối với định hướng giới tính, nó chỉ là một nhân tố góp phần quyết định bạn bị thu hút bởi giới tính nào. Thế có nghĩa là trừ phi bạn thuộc về một cặp song sinh giống hệt nhau, và người anh em của bạn đồng tính, có thể tin chắc rằng khả năng bạn đồng tính không khác gì với người bình thường có hoặc không có người thân đồng tính. Nói như vậy, câu trả lời của tôi nghe có vẻ hơi cường điệu. Nếu bạn thật sự hiếu kỳ về chuyện này, tôi đề nghị bạn hãy tự mình tìm hiểu xem các nhà khoa học đang nghiên cứu về chủ đề này nói gì. Lời gợi ý của tôi là hãy bắt đầu với công trình nghiên cứu của các nhà khoa học J.M. Bailey và R. C. Có phải bạn bè hoặc người thân đồng tính của tôi sẽ cố biến tôi thành đồng tính không? Không, và ngay cả có ai cố biến bạn thành đồng tính, anh ta hoặc cô ta cũng không thể, không ai có thể biến bạn thành đồng tính cũng như không ai có thể biến bạn thành dị tính vì tôi Sharon và dì Sonia là một cặp đồng tính nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ đồng chạm hay nắm tay nhau tại sao vậy câu hỏi này làm tôi nhớ đến câu hỏi mà mẹ tôi hỏi tôi nhiều năm trước khi tôi có bạn trai đầu tiên sau khi học đại học bà nói tụi con không bao giờ âu yếm nhau hai đứa đang có chuyện gì phải không câu hỏi của mẹ làm tôi kinh ngạc vì khi Billy và tôi ở một mình hay với bạn bè của chúng tôi chúng tôi cư xử như bất kỳ cặp đôi nào khác nhưng khi chúng tôi ở với mẹ hoặc chỗ đông người, chúng tôi không bao giờ nắm tay hay hôn chào tạm biệt nhau. Đó là vì chúng tôi lớn lên trong những năm 1970, cái thời mà những cử chỉ âu yếm nơi công cộng từng là vấn đề đối với nhiều người. Họ có thể nhìn chằm chọc, chọc chúng tôi, rủa xả chúng tôi, hoặc thậm chí muốn đánh chúng tôi. Điều đôi khi vẫn hay xảy ra ở nhiều nơi. Với mẹ tôi, tôi sợ bà thấy khó chịu, điều đó sẽ khiến tôi khó chịu. Vì bạn trai tôi và tôi chỉ cư xử như hai gã bạn bình thường đang la cà với nhau không có vẻ gì như là chúng tôi đang cố gắng thật cả với chúng tôi chuyện đó tự động một cách vô thức khi tôi giải thích với mẹ vì sao Billy và tôi không bao giờ âu yếm nhau trước mặt bà bà nói oh mẹ hy vọng hai đứa cảm thấy thoải mái là chính mình khi có mặt mẹ điều đó sẽ khiến mẹ rất hạnh phúc tuy không phải ngay thức thì nhưng qua thời gian tôi đã học cách là chính mình vì vậy giờ đây người bạn đời của tôi và tôi cư xử như bất kỳ cặp hôn phối nào khác điều đó không có nghĩa là chúng tôi khiêu phụ với nhau trong mọi bữa tiệc cưới hoặc nắm tay khi đi bộ dưới phố mặc dù thời thế đã thay đổi và người đồng tính đã cởi mở hơn so với quá khứ và nói chung ít phải lo lắng về vấn đề an toàn cá nhân. Như cặp đồng tính nam và nữ thường ngại là chính mình khi ở những nơi công cộng, kể cả những sự kiện gia đình như tiệc cưới chẳng hạn. Nói thí dụ, vài năm trước, anh họ Rob của tôi đã tổ chức một tiệc cưới linh đình và người tình của tôi và tôi là cặp đôi đồng tính duy nhất ở đó. Trong suốt bữa tiệc chiêu đãi khi sàn khiêu vũ chật ních, em họ Bernice tiến đến bàn của chúng tôi và bảo chúng tôi Cô ấy hy vọng chúng tôi hãy thoải mái nhảy nhót như bao nhiêu người khác. Chúng tôi cảm ơn cô em họ đã khích lệ. Cô ấy thật sự đã rất chu đáo, nhưng bà này và tôi đã không hề khiêu vũ đêm đó. Tôi đoán chắc sẽ không ai nói gì cả, nhưng chúng tôi cảm thấy có chút ngượng ngập. Chưa một cặp đồng tính nào khiêu vũ cùng nhau tại một sự kiện nhà Marcus cả, và chúng tôi cũng chỉ là không thoải mái khi thu hút nhiều sự chú ý về phía mình. Ngày sau lễ cưới, chúng tôi dự một tiệc cưới nho nhỏ của một anh bạn thân nhất của tôi và cô dâu của anh ta người tình của tôi hoàn toàn thoải mái trong bữa tiệc đó và còn có phải cặp đồng tính nam và nữ khác vì vậy chúng tôi hiếm khi rời chân khỏi sàn khiêu vũ không ai nhìn chồng chọc chúng tôi không ai bình phẩm chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời và chúng tôi đã có can đảm là chính mình mẹ tôi hẳn đã rất tự hào về chúng tôi ngày nay những người dị tính đã quen hơn với sự có mặt của người đồng tính vì vậy bạn đời của tôi và tôi như nhiều người đồng tính khác đã dễ dàng là chính mình hơn bên cạnh đó giờ đây chúng tôi đã lớn tuổi hơn chúng tôi không quá lo lắng nhiều về việc người khác nghĩ gì. Tuy vậy chúng tôi thận trọng cân nhắc mình đang ở đâu nếu chúng tôi muốn làm điều gì, biểu thị rằng chúng tôi là một đôi, như nắm tay, hôn chào nhau hoặc chào tạm biệt hoặc khiêu vũ với nhau tại một sự kiện công cộng. Mặc dù nhiều thứ đã thay đổi, vẫn còn nhiều người có những cảm giác tiêu cực về người đồng tính và đôi khi những người này dùng những lời lẽ hoặc nắm đấm của họ để thể hiện bản thân. Theo như người bạn đời của tôi, thật là vô nghĩa khi đánh liều sự an toàn của bản thân chỉ để chứng tỏ với thiên hạ rằng chúng tôi yêu nhau chúng tôi đã biết điều đó rồi và sự an toàn của cá nhân bạn thì chẳng có lý do gì để đánh liều cả cha mẹ tôi đã ly dị và tôi nghĩ có thể vì một trong hai người đồng tính tôi hỏi có được không bạn có thể hỏi nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ bạn sẽ cho bạn một câu trả lời trực tiếp nếu trên thực tế mẹ hoặc cha bạn đồng tính bản thân cha mẹ bạn có lẽ đang khó khăn trong việc đương đầu với cảnh ngộ đó và có thể không muốn nói về nó họ cũng có thể coi đó như là chuyện riêng tư giữa hai người với nhau họ có thể nghĩ rằng bạn còn quá nhỏ để bàn tới Người cha hoặc người mẹ đồng tính của bạn có thể sợ bạn cự tuyệt. Hoặc cha mẹ bạn có thể sợ việc nói ra với bạn sẽ làm bạn đau khổ hoặc buồn phiền. Tuy nhiên, một vài bậc cha mẹ cảm thấy nhẹ nhõm khi được hỏi. Tôi nhớ đến một người bạn đã ly dị khi hai đứa con trai 8 tuổi và 10 tuổi hỏi cô trong một bữa ăn sáng. Mẹ ơi, mẹ có đồng tính không? Mới đầu bạn tôi giật mình hoảng hốt thì cô không nghĩ những đứa nhỏ này biết gì cả. Bạn có thể tự gạt mình với những ý nghĩ rằng những đứa trẻ của bạn không biết cái gì đang xảy ra nhưng chúng biết và chúng đang tìm kiếm sự xác nhận tôi nghĩ chỉ là điều hợp lý khi nói với chúng sự thật bạn tôi ngại nói với các con của mình vì cô sợ cái cách chúng có thể phản ứng như những lời cô đã giải thích với tôi chúng thật sự chẳng quan tâm chúng chỉ muốn biết chắc rằng tôi yêu chúng và tôi tất nhiên là yêu chúng rồi tôi rất vui vì mọi chuyện giờ đây đã được minh bạch rõ ràng và nó chẳng là vấn đề gì nữa tôi sống với hai người mẹ vì sao một số cha mẹ của các bạn tôi không cho họ đến nhà tôi một số người vẫn không thay đổi cái thái độ về người đồng tính và họ nghĩ rằng nếu các con họ quen biết người đồng tính điều đó sẽ bằng cách này hay cách khác biến con họ thành đồng tính số khác tin tưởng một cách lầm lạc rằng người đàn ông và đàn bà đồng tính rất có thể sẽ gạ gẫm con họ và số khác nữa nghĩ rằng đồng tính là sai trái là tội lỗi và không muốn con họ nhiễm phải những ảnh hưởng xấu như thế một trong hai vị sinh thành của tôi là người đồng tính và tôi muốn nói chuyện với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ như tôi tôi làm gì có thể tìm chúng chứ có một tổ chức dành cho những người có cha mẹ đồng tính nó gọi là tổ chức dành cho con em người đồng tính c l a g e xem chương chính tài liệu tham khảo để biết thêm thông tin hẹn hò kết hôn và con cái nhiều điều tôi viết trong chương này có thể tỏ ra khá hiển nhiên nhất là bởi vì trong hầu hết phương diện những người đồng tính nam và nữ giống hệt những người dị tính khi nói tới cuộc sống cá nhân của họ họ hẹn hò họ có các mối quan hệ họ có những cam kết trọn đời với người họ yêu và hôm nay ngày càng có nhiều con cái người đồng tính có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn khi nói đến việc xây dựng cuộc sống gia đình nhưng mà nói chung những phụ nữ và đàn ông đồng tính mong muốn có những điều người dị tính mong muốn trong cuộc sống tình bạn và tình yêu người đồng tính làm gì trong cuộc hẹn hò khi người đồng tính hẹn hò họ làm những điều y như là những người dị tính làm trừ việc là bạn khó có thể thấy các cặp đồng tính nam hoặc nữ nắm tay hoặc hôn nhau ở nơi công cộng vì sao người đồng tính không nắm tay hoặc hôn nhau ở nơi công cộng nếu không có những thành kiến và người đồng tính nam và nữ không bị kỳ thị và quấy rối, bạn sẽ thấy các cặp đồng tính nam và nữ đang hẹn hò nắm tay hoặc hôn nhau ở nơi công cộng, không khác gì các cặp đôi dị tính bình thường. Nhưng sự thể trái lại, vì vậy ở những nơi công cộng mà bạn dễ thấy các cặp đồng tính nam và nữ âu yếm nhau là chỗ họ cảm thấy an toàn. Đó là những vùng có nhiều người đồng tính nam và nữ sinh sống, những khu nghỉ mát nổi tiếng dành cho người đồng tính như ở Rovintown, bang Massachusetts, những câu lạc bộ và nhà hàng cho người đồng tính và những sự kiện công cộng như là những cuộc diễu hành và ngày hội tôn vinh giới đồng tính nếu hai người cùng giới hẹn hò ai là người mời ai là người trả tiền theo truyền thống với những người dị tính các chàng trai là người mời các cô gái đi chơi và các chàng trai thường là những người chi trả các hóa đơn nó không phải là một nguyên tắc bất di bất dịch như vào thời điểm cha mẹ và ông bà tôi hẹn hò nhưng nhiều người dị tính vẫn trung thành với truyền thống đó đối với những người đồng tính nam và nữ đó không phải là một truyền thống mà họ có thể phụ thuộc vào vì những lý do hiển nhiên nhưng nếu ngày hẹn hò sắp đến phải có người nào đó mời và phải có người nào đó trả tiền không có những vai trò được xác định rõ ràng dựa trên việc ai là con trai và ai là con gái những người đồng tính nam và nữ khá tự do làm điều họ muốn đây là một lợi thế của người đồng tính do vậy người mời thường là người có cảm giác mong muốn hẹn hò mãnh liệt hơn hoặc thấy thoải mái hơn khi lên tiếng mời hoặc ít sợ bị từ chối hơn và nói đến việc trả tiền cũng có nhiều sự lựa chọn người mời có thể muốn được trả hoặc người cảm thấy thoải mái hơn trong việc tiêu tiền hoặc họ đơn giản có thể chia hai hóa đơn Có phải người đồng tính nam bị hấp dẫn bởi tất cả người đàn ông Người đồng tính nữ bị hấp dẫn bởi tất cả phụ nữ Không, nhưng một số người tin rằng Người đồng tính nam bị cuốn hút bởi tất cả đàn ông Thành thiếu niên và con trai nào họ nhìn thấy Và họ tưởng tượng rằng Những người đồng tính nữ bị cuốn hút bởi tất cả đàn bà Thiếu nữ và cô gái họ trông thấy Điều đó cũng ngu xuẩn Như là khi tin rằng đàn ông và đàn bà dị tính Bị hấp dẫn bởi tất cả mọi người khác giới vậy những cảm giác hấp dẫn tình dục rất phức tạp và có tính chất chọn lọc vốn có nghĩa là bạn sẽ bị hấp dẫn bởi một vài người chứ không phải hầu hết và ngay cho dù một người cảm thấy thích thú một người khác thông thường thì hoàn cảnh không thích hợp để họ cư xử theo cảm xúc đó vì vậy họ không thể hiện ra nếu một người đàn ông hoặc một phụ nữ đồng tính mời tôi đi chơi tôi nên làm gì bây giờ trước khi nói bất kỳ điều gì hãy tự đặt mình vào vị trí của người khác và tưởng tượng xem cảm giác của anh ấy hoặc cô ấy ra sao khi lấy hết can đảm để mời bạn đi chơi lần đầu tiên. Với ý nghĩ này, bất luận có nói gì, đừng quên là hãy tử tế. Nếu bạn không thích, bạn có thể nói đơn giản, cảm ơn bạn, nhưng tôi không thích. Nếu bạn có thích, thế thì bạn may mắn lắm. Đôi khi những người dị tính phản ứng dữ dội khi ai đó làm tưởng rằng họ đồng tính. Họ khó chịu bởi việc ai đó có thể nghĩ rằng họ đồng tính. Thì họ cho rằng đồng tính là một cái gì đó xấu xa. Nhưng vì đồng tính không xấu xa, không có lý do gì để cảm thấy bị sỉ nhục hoặc khó chịu cả. Nếu một người đồng tính ngỏ lời mời bạn đi chơi, dù bạn muốn đi hay không hãy coi đó như là một lời khen ngợi người đồng tính có yêu không người đồng tính nam và nữ cũng yêu như tất cả mọi người khi người đồng tính có một mối quan hệ phải chăng một người là chồng người kia là vợ nó có gì khác với mối quan hệ của cha mẹ tôi không người đồng tính có các mối quan hệ lứa đôi khác so với những người dị tính một số người thích những cuộc sống hôn nhân truyền thống từ thế hệ của ông bà tôi trong đó có một người đi làm và người kia ở nhà nhưng hầu hết các cặp đồng tính nam và nữ giống phần lớn các cặp dị tính bây giờ cả hai cùng đi làm cùng đóng góp trong những phương diện khác nhau để chăm lo cho các việc vật vảnh và trách nhiệm trong gia đình và cả hai cùng chia sẻ việc ra quyết định người đồng tính có muốn kết hôn hay không vì sao tất nhiên là hầu hết những người đồng tính muốn kết hôn hệt như đa phần những người dị tính muốn lấy nhau và họ muốn làm như vậy vì họ đã yêu đã ước hẹn và muốn chăm sóc lẫn nhau và cho con cái họ nếu có theo cùng cách thức mà những người dị tính vẫn hay làm khi lấy nhau như mọi người khác những người đồng tính nam và nữ mong muốn những lợi ích thiết thực và tình cảm cũng như là sự tôn trọng vốn sẽ đến cùng của hôn nhân hợp pháp. Và để chăm sóc người mình yêu, người đồng tính cũng cần đến những quyền lợi hợp pháp mà người dị tính được hưởng khi họ kết hôn. Có trên 1.000 quyền lợi, sự bảo vệ và trách nhiệm pháp lý đã được tự động công nhận đối với các cặp đã kết hôn. Nhiều trong số chúng được phê chuẩn bởi chính quyền liên bang. Các cặp đôi đồng tính nam và nữ đơn giản cũng muốn cùng những quyền ấy. Chẳng hạn, khi một người đàn ông và người đàn bà kết hôn, họ tự nhiên được cho quyền hợp pháp để ký những quyết định y khoa cho nhau trong trường hợp khẩn cấp. Họ tự nhiên được phép thăm viếng nhau trong một khu chăm sóc tập trung của bệnh viện. Nếu một người qua đời, người kia tự nhiên được thừa hưởng tài sản và tiền trợ cấp của người đã mất. Nếu họ quyết định nhận một đứa bé làm con nuôi, cả hai tự nhiên sẽ trở thành cha mẹ đứa bé. Và đó chỉ là một danh sách ngắn ngủi các quyền lợi và đặc ân hợp pháp sẽ đến cùng giấy tờ đăng ký kết hôn. Người đồng tính có thể cưới nhau hay không? Ở Hoa Kỳ, vào thời điểm chúng tôi đang viết câu trả lời này Massachusetts là tiểu bang duy nhất nên người đồng tính có quyền lợi hợp pháp để kết hôn như người dị tính vậy người đồng tính ở bất kỳ tiểu bang nào khác không thể kết hôn dưới cùng những luật lệ như người dị tính và vì những thủ tục về thường trú ở massachusetts người đồng tính sống ở các tiểu bang khác không thể đến massachusetts để kết hôn như được quy định trong hiến pháp mỹ mỗi tiểu bang có quyền soạn ra các điều luật về hôn nhân của riêng mình câu trả lời này sắp sửa trở nên phức tạp và bạn cứ tự tiện lướt qua câu hỏi kế tiếp nhưng mà tôi cam đoan với bạn là bạn sẽ là người am tường nhất trong số bạn bè của mình về vấn đề này nếu bạn dành thời gian đọc hết câu trả lời này một vài tiểu bang khác có những điều luật cho phép người đồng tính bước vào các mối quan hệ lâu dài được pháp luật thừa nhận gọi là hợp nhất dân sự civil unions hoặc kết ước gia đình domestic partnership chúng phê chuẩn về mặt pháp lý cho các mối quan hệ ít nhiều giống với hôn nhân hợp pháp nhưng các nhà làm luật chọn cách gọi những cuộc hôn nhân này bằng cái gì khác hơn là kết hôn vì họ tin rằng kết hôn chỉ dành cho một người đàn ông và một người đàn bà Chứ không dành cho cả hai cùng giới Bạn vẫn theo dõi tôi đấy chứ Vì một thứ bất cần đạo lý gọi là đạo luật bảo vệ hôn nhân Vốn được ký thành luật vào nửa đêm bởi Tổng thống Bill Clinton Chính quyền liên bang không thừa nhận những cuộc hôn nhân của người đồng tính Như bạn đã biết từ một câu trả lời trước Đây là một chuyện lớn vì có những quyền rất quan trọng Được chính quyền liên bang phê chuẩn cho những cặp hôn nhân dị tính Đặc biệt những quyền liên quan đến an sinh xã hội, trợ cấp chính phủ và luật về quyền thừa kế, bao gồm thuế thừa kế vốn là khoản thuế bạn đóng cho số tiền hoặc tài sản bạn thừa kế từ một người trừ phi bạn đã kết hôn với họ chính quyền liên bang cũng từ chối tôn vinh những cuộc hợp nhất dân sự hoặc kết ước gia đình của những người đồng tính đạo luật bảo vệ hôn nhân cũng cho các tiểu bang quyền không công nhận hôn nhân giữa những người đồng giới cử hành ở các bang khác luật pháp quy định các tiểu bang phải công nhận hôn nhân dị giới cử hành ở bất kỳ tiểu bang nào khác do đó nếu những bà dì ở Massachusetts của bạn kết hôn ở Massachusetts và sau đó chuyển đến Ohio bang ohio sẽ coi cuộc hôn nhân của họ là vô hiệu lực và trong mọi trường hợp cuộc hôn nhân hợp pháp của họ ở massachusetts sẽ không được chính quyền liên bang thừa nhận tôi nghĩ chuyện này chẳng công bằng tí nào và tôi không hiểu tại sao một số người cứ làm to chuyện hai người yêu nhau và muốn lấy nhau như vậy bạn có nghĩ như thế không để bù đắp cho những đặc quyền và ưu đãi mà người đồng tính không thể hưởng bằng con đường hôn nhân hợp pháp các cặp đồng tính thường soạn thảo những phân kiện pháp lý đặc biệt tiếc thay những phân kiện ấy chỉ bao gồm một vài điều và không được thừa nhận ở tất cả các tiểu bang Su, một người đồng tính, nói với tôi rằng tôi chưa bao giờ nhận thức tầm quan trọng của hôn nhân hợp pháp là thế nào cho đến khi cha cô bị hôn mê. Những quyết định sống chết tự động đưa vào tay mẹ tôi. Cô nói, không cần một lời giải thích hoặc tranh cãi pháp lý nào. Bà là vợ ông, và đó là tất cả những gì các bác sĩ cần biết. Khi tôi nhìn mẹ ký vào sổ chấp thuận can thiệp y khoa, tôi kinh hãi với ý nghĩ sẽ thế nào nếu một ngày kia tôi ở trên giường bệnh và người bạn đời nữ của tôi đang đấu tranh để trao các quyết định. Ngay cả với những phân kiện pháp lý đã được soạn ra cho những trường hợp khẩn cấp không gì có thể bảo đảm rằng chúng sẽ được tôn trọng. Hãy tưởng tượng trong một phút, sự thể thế nào nếu bà bạn đang bệnh và bệnh viện không cho mẹ bạn vào thăm hoặc không lắng nghe những quyết định của bà về biện pháp trị đều cho ông. Người ta có thể hỏi rằng chuyện này là sai trái và bất công hay không? Đáng buồn thay, chuyện này có thể và đã xảy ra với những cặp đồng tính nam và nữ. Người đồng tính có thể kết hôn ở những quốc gia khác trên thế giới không? Ở Canada, Nam Phi, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ, các cặp đồng tính nam và nữ có thể kết hôn như người dị tính và ở một vài quốc gia khác bao gồm phương quốc anh họ có thể được hưởng các quyền lợi bảo vệ hợp pháp gần giống như những quyền mà các cặp vợ chồng dị tính được hưởng bạn có nhận thấy là thế giới vẫn chưa đi đến một chung cuộc thống nhất không bạn có thể nhận thấy là thế giới vẫn chưa đi đến một kết quả thống nhất không tiếc thay khi các cặp đôi đồng tính là công dân mỹ kết hôn ở những quốc gia được cho phép hôn sự của họ không được chính quyền hoa kỳ chấp nhận hợp pháp khi họ trở về nhà để tìm hiểu thêm thông tin về cuộc tranh luận đang tiếp diễn về vấn đề này ở hoa kỳ hãy truy cập website về chiến dịch nhân quyền www.hrc.org hoặc tự do cho Mary www.freedomtomary.org Hai người mẹ của tôi đã có một nghi lễ kết ước. Điều đó có giống như là đã kết hôn không? Một nghi lễ kết ước rất giống một lễ cưới. Hai người mời bạn bè và gia đình của họ tới chứng kiến đôi bên, trao cho nhau lời thề và đánh dấu ngày hai người ước hẹn chung sống với nhau. Nhưng mà không có sự ràng buộc pháp lý trong sự kết ước đó vì không có giấy chứng nhận kết hôn do nhà nước cấp. Thông thường thì các cặp dị tính tổ chức bữa tiệc này thường được gọi là tiệc cưới. Họ đồng thời đang đánh dấu cho sự kiện đã kết hôn một cách hợp pháp. Họ ký vào giấy đăng ký kết hôn của bang được công nhận bởi chính quyền liên bang, bởi mọi bang trong nước và trên khắp thế giới. Chẳng hạn vào tháng 6 năm 1996, bà Nay và tôi đã tổ chức một nghi lễ kết ước trong vườn nhà thờ dọc con phố gần nhà chúng tôi ở thành phố New York. Chúng tôi có khoảng 200 khách mời, bao gồm cha mẹ, ông bà, các anh chị em, cháu trai và cháu gái, cô dì chú bác, anh chị em họ, bạn bè, hàng xóm và bạn đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi nhờ một người bạn tiến hành nghi lễ, đại loại là MC. Chúng tôi trao cho nhau một lời thầy nguyền và nhẫn. Và sau đó chúng tôi có một bữa ăn chiêu đãi hoành tráng ở nhà chúng tôi để ăn mừng. Với chúng tôi, nó không khác gì một lễ cưới và trên thực tế, mỗi khi bà nói về nó, bà đều gọi là lễ cưới. Và mặc dù chúng tôi cảm thấy lòng tận tâm dành cho nhau không kém gì hai người mới kết hôn. Chúng tôi không thể có giấy hôn thú vì vậy chúng tôi không được pháp luật bảo vệ như những cặp đôi dị tính đã kết hôn. Một thí dụ nữa là Matt và Man, đến từ Cambridge, Massachusetts. Nhưng mà không giống như người bạn đời của tôi. Họ kết hôn hợp pháp đàng hoàng. Họ thuộc vào làn sóng các cặp đôi đầu tiên cử hành hôn lễ tại tòa thị chính Boston vào năm 2004. Ngay sau khi người đồng tính được phê chuẩn quyền kết hôn hợp pháp ở Massachusetts, vài tháng sau khi họ tổ chức lễ cưới, vốn một phần giống như lễ cưới truyền thống và phần nào là một trong nghi lễ theo sáng kiến của họ họ bước xuống hành lang, tay trong tay, mét mặc váy đầm nhung đỏ mà cô đã may đặc biệt cho dịp này và man mặc một bộ y phục với chiếc khăn thắt lưng hợp với bộ váy của mét một người bạn cử hành nghi lễ và những người bạn khác và các thành viên trong gia đình hát những bài hát và đọc những điều họ đã viết đặc biệt dành cho mét và man sau buổi tiệc chiêu đãi mọi người khiêu vũ và ông của mét đã có lời chúc mừng đầy cảm động với cháu gái và cháu dâu mới của mình với hầu hết tất cả các vị khách đó là lần đầu tiên họ tham dự một lễ cưới hợp pháp của một cặp đồng giới Vì sao người ta phản đối các cặp đồng tính nam và nữ kết hôn? Một số người nghĩ rằng hôn nhân chỉ nên dành cho một người đàn ông và một người đàn bà Một số người tin điều này vì những lý do tôn giáo hoặc vì sự việc đã luôn là như thế Số khác thì lập luận rằng cho phép các cặp đồng tính nam và nữ kết hôn hợp pháp Sẽ bằng cách nào đó làm thương tổn đời sống gia đình của những người dị tính Và hủy hoại giá trị hôn nhân khác giới Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ ai giải thích chính xác bằng cách nào việc cho phép các cặp đồng tính kết hôn hợp pháp sẽ hủy hoại hôn nhân dị giới và đời sống gia đình người Mỹ và họ không bao giờ giải thích được và họ không bao giờ giải thích vì họ không thể số khác nữa lập luận rằng nếu người đồng tính được phép kết hôn ấy là họ đang trượt dài xuống một con dốc tai hại vốn sẽ dẫn đến việc người ta muốn lấy cả con cái họ thú cưng của họ hoặc lấy nhiều người tình điều này tôi không hề bị đặt vì không một tổ chức nào lại vận động cho sự phê chuẩn cấp nhà nước đối với những hôn nhân như vậy tôi không nghĩ chúng ta có thể dễ dàng trực ngã theo những chiều hướng suy đồi đó trong một số một chiều. Và nếu người ta muốn đi vào những mối quan hệ trái khoáy như vậy, tôi đoán tất cả chúng ta có thể đồng ý rằng không có lý gì người ta lại bận tâm đến việc mở rộng tình trạng pháp lý cho mối quan hệ đó của họ. Một vài người nghĩ rằng chi phí an sinh và những phúc lợi khác sẽ tăng lên rất nhiều cho các doanh nghiệp và chính phủ nếu người đồng tính được quyền kết hôn bình đẳng thì họ sẽ được hưởng cùng chế độ bảo hiểm y tế và những phúc lợi khác được ban cho những cặp đôi kết hôn khác giới. Điều đó không hề đúng ở những bang đã phê chuẩn quyền kết hôn hoặc đã cho phép những kết ước dân sự của người đồng tính. Nhưng ngay cho dù điều đó có đúng đi chăng nữa, lập luận rằng phân biệt đối xử cũng chẳng sao miễn tiết kiệm được tiền, đơn giản là không tốt. Một số người cảm thấy khó chịu với ý nghĩ nhà thờ của họ đang tổ chức lễ cưới cho những cặp đồng tính. Nhưng quan trọng là phải nhớ rằng tôn giáo và phần pháp lý của một lễ cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Quyền kết hôn hợp pháp là quyền được nhà nước phê chuẩn, nói chính xác là quyền của các tiểu bang. Nhiều cặp đôi được chọn cách bổ sung thành phần tôn giáo vào lễ cưới của họ và có thể nhờ một linh mục hoặc giáo sĩ hay các chức sắc tôn giáo khác cử hành hôn lễ cho họ. Chuyện này không quan hệ gì tới hôn nhân hợp pháp và chính quyền không có vai trò gì trong phương diện này ngoại trừ việc cho phép các linh mục hay giáo sĩ chủ trì phần pháp lý của một lễ cưới. Không ai ủng hộ việc phê chuẩn quyền kết hôn hợp pháp cho người đồng tính lập luận rằng nên bắt buộc các thể chế tôn giáo cử hành những hôn lễ đồng giới cả. Quyết định đó tùy thuộc vào bản thân các thể chế tôn giáo vì sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước vốn đã được ghi rõ trong hiến pháp Mỹ Chính quyền không thể bắt buộc bất kỳ đoàn thể tôn giáo nào cử hành những hôn lễ họ không muốn. Mặt khác, các thể chế tôn giáo không thể chỉ bảo chính phủ nên cấp hôn thú cho ai và không cấp cho ai. Để tìm hiểu thêm về vấn đề tôn giáo, xin hãy đọc chương 5, Thượng đế và tôn giáo. Có phải tất cả mọi người đều phản đối người đồng tính kết hôn không? Không, nhiều người Mỹ, người trẻ chiếm phần đông hơn người già, ủng hộ cho việc người đồng tính kết hôn hợp pháp và hơn phân nửa trong số đó ủng hộ cho việc phê chuẩn cho người đồng tính các quyền tương tự trong hôn nhân miễn là nó được gọi bằng cái gì khác ngoài kết hôn. Tôi tin rằng các cặp đồng tính nam và nữ nên được quyền kết hôn hợp pháp và tôi không đồng ý với tất cả những lý lẽ đưa ra để chống lại các quyền hợp pháp trong hôn nhân của người đồng tính. Những tính điều, tôn giáo, những truyền thống văn hóa và những thần thoại không phải là cái cớ cho sự phân biệt đối xử. Các cặp đồng tính nam và nữ đã kết ước nên có tất cả các quyền và trách nhiệm mà các cặp dị giới được hưởng, cho dù gọi nó là cuộc hôn nhân, kết ước gia đình hay hợp nhất dân sự cũng vậy bất kỳ điều gì kém hơn thế là bất công và phân biệt đối xử người đồng tính có thể có con không có nhiều người đồng tính nam hay nữ đều có thể có con nhiều cặp đồng tính nam và nữ cũng như nhiều cặp dị tính mong muốn làm cha mẹ nhưng vì hai người đàn ông và hai người đàn bà không thể có con bằng cách quan hệ tình dục các cặp đồng tính nam và nữ muốn có con thực hiện điều đó bằng những phương pháp khác nhau bao gồm việc nhận con nuôi ngoại trừ ở những tiểu bang nơi các cặp đồng tính không được phép nhận con nuôi và thủ tinh nhân tạo ngoài ra những người chấp nhận định hướng giới tính của họ trong cuộc sống sau này, có thể đã có con từ một cuộc hôn nhân dị tính từ trước. Những bậc cha mẹ này thường nuôi con của họ chung sống với vợ hoặc chồng cũ của mình và với người bạn đời mới của họ. Liệu con của họ có bị đồng tính không? Theo tất cả những cuộc nghiên cứu đã được tiến hành, khả năng bị đồng tính của những đứa con được nuôi dưỡng bởi những người cha mẹ đồng tính không cao hay thấp hơn con cái của những người cha mẹ bình thường. Hãy nghĩ xem, hầu hết trẻ em được nuôi dưỡng bởi những phụ huynh dị tính và điều đó đã không biến chúng tôi trở thành dị tính. tình dục Tình dục là một chủ đề đòi hỏi nhiều sự thảo luận hơn là tôi có thể cung cấp trong chương vấn tắc này. Bạn sẽ tìm thấy một vài thông tin cơ bản ở đây, nhưng nếu bạn đang nghĩ đến việc theo đuổi cuộc sống tình dục một cách hăng hái, dù bạn là đàn ông hay đàn bà, đồng tính hay dị tính, tôi hết sức khuyên bạn hãy tìm thêm thông tin về tình dục nói chung và về tình dục an toàn nói riêng trước khi bạn làm bất cứ điều gì. Có nhiều quyển sách về chủ đề này. Một vài quyển bạn sẽ thấy liệt kê ở chương chính, tài liệu tham khảo. Quyển mà tôi thích nhất và đang cân nhắc để đề cử nó như là tác phẩm cần đọc cho mọi người trẻ là Doing It Right, Marking Smart, Safe and Satisfying Choices About Sex của Rowan Pa. Khi nói về tình dục, ý anh là gì? Khi tôi học đại học, đây là một chủ đề mà các bạn tôi và tôi thường không thể đồng ý với nhau. Một vài người nghĩ rằng bất cứ điều gì bạn làm khiến bạn và người tình của bạn bị kích thích là tình dục. Số khác nghĩ rằng chỉ có giao hợp qua âm đạo trong đó dương vật của đàn ông đi vào âm đạo của phụ nữ mới là tình dục và những cái khác chỉ là dẫn chơi cho vui và số khác nữa không coi là tình dục trừ phi cả hai người đều đạt được cực khoái một cảm giác cực kỳ thỏa mãn và khoan khoái mà bạn đạt được thông qua việc thủ dâm hoặc quan hệ tình dục với người khác tôi không nghĩ bất kỳ định nghĩa nào ở trên là đúng cả nhất là định nghĩa tình dục dương vật ở trong âm đạo vì chúng hoàn toàn bỏ sót các cặp đồng tính nam và nữ rốt cuộc tôi đã đi đến định nghĩa của riêng mình về quan hệ tình dục một định nghĩa bao hàm tất cả mọi chuyện mà người ta có thể làm với nhau để tạo ra khoái cảm tình dục cho nhau. Chúng bao gồm việc hôn hít, vuốt ve, ôm ấp, thủ dâm cho nhau, dùng tay kích thích cơ quan sinh dục cho nhau. Tình dục qua miệng, người này dùng miệng kích thích bộ phận sinh dục của người kia. Tình dục qua âm đạo, dương vật đi vào âm đạo và quan hệ qua hậu môn, trong đó dương vật của người đàn ông đi vào hậu môn bạn tình nam hoặc nữ của mình. Một vài người cho rằng, trừ phi có một phía đi đến cực khoái thì mới là tình dục, nhưng nhiều người quan hệ tình dục mà không hề có cực khoái. Vì sao hai người đàn ông muốn quan hệ tình dục với nhau? Vì sao hai người đàn bà muốn quan hệ tình dục với nhau? Khi hai người bị hấp dẫn lẫn nhau và hoặc yêu nhau, điều hoàn toàn tự nhiên với họ là mong muốn gần gũi về mặt thể xác, hôn hít và đụng chạm nhau và kích thích tình dục cho nhau. Ham muốn tình dục là một phần căn bản trong trải nghiệm của con người và đó là một thôi thúc rất mạnh liệt. Cũng như đàn ông và đàn bà có thể cùng nhau trải qua những cảm giác khoái lạc, hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ có thể chia sẻ với nhau những trải nghiệm tình cảm và tình dục mãnh liệt như thế đôi khi đàn ông và đàn bà quan hệ tình dục vì họ muốn có con vì tình dục giữa hai người đàn ông hoặc giữa hai người đàn bà không thể dẫn đến sự thụ thai đây không phải là lý do để các cặp đồng tính quan hệ tình dục người đồng tính nam và nữ quan hệ tình dục như thế nào họ làm gì đây là câu hỏi mà nhiều người trẻ và cả người lớn hiếu kỳ nhất Gần đây một cô bé 12 tuổi viết email hỏi tôi rằng Người đồng tính có thử quan hệ tình dục hay không? Tôi ngẫm nghĩ trong chốc lát về điều cô bé hỏi và nhận ra rằng căn cứ vào những gì cô bé học được từ môn sinh sản hữu tính lớp 4 của mình. Tình dục giữa hai người đàn ông hoặc hai người đàn bà có vẻ như không có gì cả. Khi có dương vật vào âm đạo, cô bé lấy làm lạ. Các cặp đồng tính nam và nữ làm thế nào quan hệ với nhau? Vâng, nếu bạn nghĩ tình dục chỉ là sự giao hợp khi cái ấy của người nam đi vào chỗ kín của người phụ nữ, phải thì các cặp đồng tính nam và nữ không có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đây không phải cách định nghĩa duy nhất về tình dục có nhiều điều các cặp đồng tính làm để tạo khoái cảm cho nhau tùy thuộc vào những gì cặp đôi muốn làm và những gì khiến họ thấy thích thú họ có thể chọn cách hôn hít và ôm ấp vuốt ve bản thân của nhau sợ mó bộ phận sinh dục và quan hệ tình dục qua miệng hoặc hậu môn các cặp nữ có thể dùng một dương vật giả một món đồ chơi có hình giống dương vật để đâm vào nhau hoặc họ có thể mơn mớn bộ phận sinh dục của nhau bằng tay và miệng tất nhiên có những trách nhiệm quan trọng để mọi người cân nhắc trước khi bắt đầu quan hệ tình dục những người chu đáo và có trách nhiệm có các bước để giảm thiểu nguy cơ nhiễm hoặc truyền HIV virus gây bệnh S. Hoặc những bệnh lây qua đường tình dục khác. Sẽ nói nhiều hơn vào cuối chương này. Và nếu cặp đôi gồm một đàn ông và một đàn bà, điều cực kỳ quan trọng là phải biết về biện pháp kiểm soát sinh sản và làm những gì cần thiết để tránh mang thai ngoài ý muốn. Có phải người đồng tính quan hệ tình dục nhiều hơn người dị tính không? Từ những sách vở tôi đã đọc Tần số quan hệ tình dục của người đồng tính bình thường không khác gì người dị tính dù đó là nam hay nữ. Tuy nhiên, bạn sẽ nghe một số nhà hoạt động chống lại các quyền bình đẳng cho người đồng tính tuyên bố rằng tất cả những gã đồng tính có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bạn tình mỗi năm. Trong việc truyền bá chuyện hoang đường này, những nhà hoạt động bài đồng tính hy vọng kiến công luận chống lại người đồng tính và hủy hoại những nỗ lực để mở rộng các quyền bình đẳng cho người đồng tính. Trên thực tế, một số người đồng tính có nhiều bạn tình trong khoảng thời gian sau một tuần một năm hoặc cả đời và điều tương tự cũng đúng với một số người dị tính và một số phụ nữ đồng tính và dị tính nhưng chưa từng ai lập luận rằng người dị tính không xứng đáng với những quyền bình đẳng vì một vài người trong số họ có nhiều bạn tình bạn cần phải quan hệ tình dục mới biết liệu mình đồng tính hay không không bạn không cần và bạn cũng không cần quan hệ tình dục để biết liệu mình có phải là người dị tính hay không để có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này xin xem chương một những vấn đề cơ bản nếu bạn từng một lần quan hệ tình dục với người đồng giới, liệu điều đó có khiến bạn thành đồng tính không? Nếu bạn từng một lần quan hệ với người khác giới, liệu điều đó có biến bạn thành người dị tính? Khi tôi còn là một thiếu niên, sau lần quan hệ tình dục đầu tiên với một người đàn ông, và nhận ra rằng mình chắc chắn đồng tính. Tôi đã quyết định rằng tôi không muốn là kẻ đồng tính. Vì vậy tôi đoán, nếu tôi làm tình với một phụ nữ, trải nghiệm ấy sẽ bằng cách nào đó biến tôi thành người dị tính, việc đó vô dụng. Điều tôi phát hiện ra, thay vì vậy là cố gắng để quan hệ tình dục với phụ nữ khiến tôi rất khổ sở vì đó không phải là chuyện tôi thật sự muốn làm tôi không có cảm giác hấp dẫn giới tính với họ vì vậy làm tình với phụ nữ hình như là việc trái với tự nhiên của tôi điều tôi không hiểu vào tuổi đó là không một trải nghiệm tình dục nào với đàn ông hay đàn bà bất luận là một nụ hôn say đắm thủ dâm cho nhau hay giao hợp có chút tác động đến việc bạn là người đồng tính dị tính hay lượng tính trải nghiệm đó thậm chí có thể rất thích thú nhưng nó không làm gì nên khác biệt cả định hướng giới tính của bạn không thay đổi bởi một trải nghiệm tình dục một trăm lần quan hệ tình dục hay bằng cầu nguyện trị liệu hay bất cứ điều gì khác bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng một số người dị tính có những kinh nghiệm tình dục đồng tính và một số người đàn ông và đàn bà đồng tính vẫn có những kinh nghiệm tình dục dị tính một vài người thậm chí phát hiện ra họ thích làm tình với cả đàn ông lẫn đàn bà nhưng mặc dù một trải nghiệm tình dục có thể giúp bạn nhận ra cảm giác trong sâu thẳm của mình là gì như nó đã giúp tôi không một trải nghiệm tình dục nào từng thay đổi định hướng giới tính đích thực của bất kỳ ai cả những cảm giác hấp dẫn giới tính là của bạn để giữ lấy và tận hưởng suốt đời mình nhưng bạn không thể làm gì để thay đổi chúng tôi thích gần gũi không phải về mặt thể xác với các bạn thân của tôi tôi thích biểu lộ tình cảm âu yếm với các bạn nữ của tôi phải chăng điều đó có nghĩa là tôi đồng tính điều đó có nghĩa là bạn giống như mọi người khác bất kể định hướng giới tính của họ ra sao hầu hết người ta thích gần gũi với bạn bè và với những người họ quan tâm đó là bản tính con người Đó là lý do người ta ôm nhau khoác tay nhau đi dạo, nắm tay nhau Phổ phai nhau, vân vân Ở một vài nơi như là Ấn Độ và Maroc Sẽ không có gì lạ khi thấy những anh chàng dị tính Nắm tay hoặc khoát tay nhau đi dạo Thể hiện cử chỉ triều mến Với những người bạn quan tâm Là một trong những niềm vui của cuộc đời Đáng tiếc ngày nay nhiều người Vì sợ bị nghĩ là đồng tính Họ thường rụt rè và không dám có những cử chỉ đáng ra rất tự nhiên Người đàn ông đồng tính có thể gây tổn thân thể của phụ nữ phụ nữ đồng tính có gây tởm thân thể đàn ông không qua nhiều năm tôi hiếm khi nghe từ miệng những người đàn ông và đàn bà đồng tính rằng họ thấy thân thể người khác giới là gớm guốc nói đúng ra chỉ là chuyện không thích thú về mặt tình dục mà thôi nếu tôi không đồng tính tôi có cần lo lắng về hivs không tất nhiên là cần mọi người đều biết về tất cả những căn bệnh có thể lây từ người này qua người kia khi quan hệ tình dục bao gồm hiv căn bệnh truyền qua đường tình dục nguy hiểm nhất và điều quan trọng là phải biết về những căn bệnh này và cách thức bảo vệ bản thân trước khi lao vào hoạt động tình dục. Những căn bệnh truyền qua đường tình dục, không quan tâm cảm giác hấp dẫn giới tính của bạn ra sao, chúng chỉ thật sự tìm đường để chạy từ người này qua người khác. Trong trường hợp bệnh HIVS, một căn bệnh chết người đánh vào hệ miễn dịch, HIV virus gây bệnh S, có thể lây truyền bằng con đường tình dục qua miệng, âm đạo hoặc hậu môn. Và đừng nghĩ rằng bạn có thể chỉ cần nhìn là biết liệu anh này hoặc cô ta có bị HIV hay bất kỳ bệnh truyền qua đường tình dục nào hay không. Đó thật sự là một tưởng tượng nguy hiểm một người đàn ông hay đàn bà trong hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn có thể bị nhiễm bất kỳ căn bệnh HIV nào kể cả S có phải người đồng tính dễ bị nhiễm HIV hơn người khác không khi virus S lần đầu tiên xuất hiện ở Hoa Kỳ người đồng tính nằm trong số những ca đầu tiên bị nhiễm trong những năm đầu tiên của đại dịch vào thập niên 1980 hầu hết những người bị lây nhiễm và chết sau đó là người đồng tính đây là nói trước khi có những liệu pháp kháng virus hiệu quả nhằm kiềm chế sự bành trướng của dịch bệnh. Nhưng trên khắp thế giới và ngày càng rõ rệt ở Hoa Kỳ, S là một căn bệnh tấn công vào cả đàn ông lẫn đàn bà, bất chấp định hướng giới tính của họ. Thực tế thì trên thế giới, đại đa số người nhiễm virus S là người dị tính. Tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV đang gia tăng và người trẻ tạo thành một bộ phận dân số mới nhiễm HIV đang gia tăng nhanh nhất. Người ta có thể làm gì để tránh bị nhiễm HIV và những bệnh lây qua đường tình dục khác? Nhiều loại bệnh lây qua đường tình dục khác nhau như HIV, gian mai, bệnh lậu và bệnh mụn dọp. Trong số nhiều bệnh khác, có thể lây truyền từ người này sang người kia qua quan hệ tình dục, hậu môn và âm đạo. Nhưng nếu bạn có những biện pháp phòng ngừa thích đáng, bạn có thể tránh nhiễm phải chúng. Vì vậy, điều quan trọng là tự trang bị những hiểu biết trước khi bạn bắt đầu có bất kỳ kiểu quan hệ tình dục nào với người khác. Có một cách duy nhất để hoàn toàn tránh được các bệnh lây qua đường tình dục, và đó là bằng cách đừng quan hệ tình dục qua miệng, hậu môn hoặc âm đạo. Người ta có thể quan hệ tình dục với nhau mà không cần làm những chuyện đó. Hôn hít, ôm ấp, âu yếm và dùng tay vuốt ve bộ phận sinh dục của người tình là việc rất thích thú và an toàn. Những người chọn lối quan hệ tình dục qua miệng, hậu môn và âm đạo có thể tránh bệnh lây qua đường tình dục bằng cách sử dụng những vật bảo vệ như bao cao su hoặc màng chắn nha khoa. Bao cao su là một vật làm bằng nhựa dùng để bọc quanh dương vật trong khi quan hệ bằng miệng và giao hợp. Màng chắn nha khoa là những miếng nhựa vuông quanh âm đạo khi thực hiện khẩu giao với một phụ nữ những phương pháp này rất hữu hiệu trong việc ngăn chặn hầu hết các bệnh lây qua đường tình dục và bao cao su là biện pháp tuyệt vời để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn nhưng chỉ khi chúng được sử dụng đúng cách và trong mọi lần quan hệ tình dục còn nhiều điều nữa để học về đề tài này ngoài những gì tôi có thể trình bày ở đây vì vậy đừng quên tự trang bị kiến thức hãy nói chuyện với ba mẹ với các nhà giáo và các nhà tư vấn tìm đọc doing is right và tra cứu những tài liệu tham khảo ở chương chính.